Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal đã không giấu được sự phẫn nộ của mình sau khi chứng kiến đội bóng của ông thua Newcastle trong trận đấu tại Etihad Park. Pha lập công của Anthony Gordon ở phút thứ 64 đã trở thành điểm nóng gây tranh cãi với sự can thiệp của VAR mà theo Arteta là quyết định xấu hổ và ô nhục. Tình huống này đã được VAR xem xét kỹ lưỡng qua 3 khả năng vi phạm khác nhau, bao gồm cả việc bóng có ra ngoài đường biên trước khi Joe Willock tạt vào không, Joe Linton có đẩy ngã Gabriel Magalhães hay không, và Gordon có ở trong tình trạng việt vị. Dù gặp phải phản ứng dữ dội từ phía Arsenal, bàn thắng đã được công nhận khiến Arteta cảm thấy xấu hổ và ô nhục và lên tiếng yêu cầu sự giúp đỡ để bảo vệ câu lạc bộ. Ông Arteta còn nhấn mạnh rằng mình cảm thấy xấu hổ với trình độ trọng tài ở giải đấu hàng đầu thế giới và nhấn mạnh rằng việc công nhận bàn thắng này không xứng đáng với ngoại hạng Anh, giải đấu mà ông đã gắn bó hơn 20 năm. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự bất lực khi không thể hiểu nổi tại sao VAR lại có thể công nhận một bàn thắng mà theo ông rõ ràng là không hợp lệ.